Xin chào quý anh chị, cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc quý anh chị một ngày tràn đầy năng lượng và may mắn nha anh chị. Thì vị trí đất mà hôm nay muốn giới thiệu với anh chị nằm tại xã Nam Hà, thuộc huyện Lâm Hà. Một trong những khu vực em thấy không khí rất là mát mẻ và view nhìn từ trên cao đồi núi xung quanh rất là đẹp và bình yên. Dành cho những anh chị nào mình yêu vùng đất Lâm Đồng và mình muốn sinh sống cũng được đầu tư với một mức giá rất tốt tại đây. Bên em hiện tại đang có sản phẩm tại khu vực xã Nam Hà. Hiện thì bên em có 15 sản phẩm ở đây. Pháp lý rất là rõ ràng, từ vị trí đất của mình ra trung tâm xã Nam Hà chỉ khoảng gần 2 km. Xung quanh tiện ích về cơ sở giáo dục, trường học, y tế, chợ đều đã có đầy đủ nha anh chị. Và từ trung tâm xã Nam Hà đi ra đường DT725 chỉ khoảng gần 5 km thôi ạ. Và từ Nam Hà ra tuyến DT725 cũng là ra trung tâm của thị trấn Nam Ban, khu du lịch Thác Voi. Đường DT725 này sẽ có hai hướng, một hướng là mình đi Đà Lạt và một hướng còn lại mình sẽ đi Sài Gòn. Hiện sản phẩm bên em có diện tích từ 10x48 đến 10x62. Tùy thuộc vào nhu cầu của anh chị, với diện tích khoảng từ 500 cho tới 600m2 thì em nghĩ cũng đã đủ để mình xây dựng một ngôi nhà thứ hai, đầy đủ sân vườn barbecue và một ngôi nhà đủ cho một gia đình, bạn bè tụ họp vào các dịp nghỉ lễ cuối tuần. Mình về đây mình tụ họp, mình nghỉ dưỡng chị ạ. Đường xung quanh thì đang được đổ bê tông hoàn thiện từng ngày. Khi mình sở hữu sản phẩm bên em sẽ được hỗ trợ mình lên thổ cư 100m2. Thì sau khi mình lên thổ cư thì giá trị đất nó cũng sẽ lên được phần nào rồi. Có thể nói là lời ngay khi mua. Thì sau khi mà mình sở hữu sản phẩm sẽ được tặng thêm 4 cây tùng cũng như là hàng rào 4 lớp xung quanh để tiện việc vây kín bảo vệ khi không có mặt tại đất nha anh chị. Thì qua video này em cũng mong đã chia sẻ được phần nào với anh chị về cái cảm nhận ở khu vực Nam Hà này và vị trí sản phẩm của bên em. Rất mong được phục vụ anh chị trong cái thời gian tới và cảm ơn anh chị đã dành thời gian để theo dõi cái video của em. Chúc quý anh chị một ngày sức khỏe và thành công.